Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: "Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy." Đức Giê-xu bảo: "Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi." Đức Giê-xu bảo: "Chén của thầy, các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." Đó là lời Chúa. Toàn văn bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thứ tư sau lễ Chúa Nhật II mùa chay. Chủ đề: Hãy sẵn sàng chịu đau khổ và hy sinh vì Chúa Kitô. Anh chị em Kitô rất thân mến, hãy nhìn Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, một ngư phủ giống như cha và em mình, con trai của một người phụ nữ quyết đoán. Gia-cô-bê đi theo Đức Giê-xu Nazareth. Khi đáp lại lời xin của bà mẹ, người hỏi: "Các anh có uống được chén thầy sắp uống không?" Gia-cô-bê và người em trả lời không do dự: "Chúng con uống được." Đây không phải là một lời đáp có tính toán, nhưng đúng hơn là một lời đầy tự tin. Gia-cô-bê chưa biết, và xét cho cùng nếu ông biết, ông đã không biết đầy đủ. Chén nghĩa là gì? Chúa Kitô nói về chén mà chính người phải uống, chén mà người nhận lãnh từ Chúa Cha. Giây phút đó đến khi Chúa Kitô làm chọn điều người đã loan báo trước đó. Người đã uống chén mà Chúa Cha đã trao cho người, cho đến giọt cuối cùng. Sự thật Gia-cô-bê đã không cùng ở với thầy mình trên đồi Gôn-gô-tha. Phê-rô và các tông đồ khác cũng vậy. Chỉ có Gioan ở lại với thân mẫu Chúa Kitô một mình ông mà thôi. Thế nhưng sau đó tất cả các ông đều hiểu và Gia-cô-bê cũng hiểu sự thật về chén. Ông hiểu rằng Chúa Kitô phải uống chén đó cho tới giọt cuối cùng. Ông hiểu rằng người cần phải trải qua tất cả những điều đó. Ông hiểu rằng người phải chết đau đớn trên thập giá. Thực vậy, Chúa Kitô, Con Thiên Chúa đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc nhiều người. Chúa Kitô là tôi tớ của công trình cứu chuộc nhân loại. Thế nhưng, bạn có sẵn sàng để uống chén này không? Bạn có sẵn sàng để chính bạn được mình và máu Chúa Kitô thấm nhập,
nhờ đó mà chết cho người cũ ở trong chúng ta và trỗi dậy với người không? Bạn có thấy sức mạnh của Chúa giúp cho bạn mang lấy những hy sinh, những đau khổ và thập giá đè nặng trên những người mất phương hướng về ý nghĩa cuộc sống, những người bị quyền lực chi phối, những người thất nghiệp, những người đói khát, những người chìm ngập trong nghiện ngập và bạo lực, những người làm nô lệ cho tình dục đang lan rộng khắp nơi? Hãy biết rằng ách của Chúa Kitô thì dễ dàng, và chỉ ở trong người chúng ta mới tìm được gấp trăm ở đây và bây giờ và cuộc sống đời đời sau này. Các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn khám phá ra ơn gọi thực sự của các bạn để cộng tác trong việc mở mang vương quốc của sự thật và sự sống, của sự thánh thiện và ân sủng, công bình, bác ái và hòa bình. Nếu các bạn thực sự muốn phục vụ anh chị em của mình, hãy để Chúa Kitô cai trị trong tâm hồn các bạn. Hãy để cho người giúp bạn phân định và tăng trưởng trong việc chủ trì chính bạn, củng cố các bạn trong các nhân đức, đổ đầy vào bạn trước hết là đức ái, hướng dẫn các bạn trên con đường dẫn đưa các bạn tới tình trạng của một con người hoàn hảo. Đừng sợ trở thành thánh nhân.